Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Thì con này là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Thì có cái số đuôi IMEI ở đây. Thì cái số IMEI này là nó trùng với cái số IMEI ở cái nắp lưng này các bác nhé. Đây này, cái con này thì là ở nắp lưng ấy, là có số IMEI các bác nhé. Đây, đây này. Đó, thì lâu lắm rồi em mới có lại một cái con mà có cái số IMEI ở nắp lưng và trùng với cái số IMEI ở trong máy các bác nhé. Thì tại vì dạo này toàn phải là làm lại vỏ cho nó, cho nên những cái nắp lưng mà zin như này, zin theo kiểu là zin nguyên bản như này ấy, thì nó rất là hiếm các bạn. Và cái nắp lưng này còn rất là mới nhé các bác nhé. Và đây các bác có thể thấy này, đây là cái cụm cam này. Đấy, thì cái cụm cam này là cái bác chủ trước ấy, đang còn dán cái miếng decal ở đây này. Thì em cũng không có bóc ra, tại vì em nghĩ chắc chắn là mới, tại vì ở cái vành lỗ cam ấy là nó gần như không, nó không có xước. Đấy, nó không có xước cho nên là những cái ngoài này nó chắc chắn là nó cũng sẽ không xước thôi. Và kể cả nó có xước thì chả sao, vì dán decal rồi. Thì bác nào mua về thì thích bóc ra thì bóc nhá. Thì em nghĩ là nó đẹp thôi. Đó. Đây này, các bác nhìn thấy không? Cái lỗ cam rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, thì cái con này là nó chỉ còn L3 thôi. Thì anh em nào mà chưa biết đến L3, L1 thì có thể Google. Nhưng mà nó cũng không quá quan trọng đâu. L3 hay L1 thì anh em nào xem phim trực tuyến thì cần thôi. Chứ còn không xem phim thì không quan tâm nhé các bác nhé. Và độ mới con này cũng còn rất là mới các bác nhé. Áp suất thì em nghĩ là không ok đâu. Tại vì em cũng chưa lắp vào đâu. Nhưng mà tại vì con này nó là zin hết đi các bác. Cho nên là mà nó đang đồ cũ ấy. Cho nên em nghĩ là nó cũng sẽ không còn áp đâu. Cho nên em cũng nói luôn là không còn áp luôn. Thì em đang bán với giá là 4,2 củ các bác nhé. Thì nó rất là mới luôn. Thì tạm thời em cứ bỏ cái lắp lưng ở đây được các bác nhé. Đấy. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình nó trước. Thì đây các bác. Cái cạnh dưới đây. Cạnh dưới nó rất là mới các bác nhé. Nó rất là mới luôn. Gần như là không có vết xước gì cả. Đó, gần như không vết xước gì cả. Đó, có một cái chỗ vết sức nhỏ ở chỗ cái viền CNC này thôi. Đây này. Đó, có thể các bác nhìn thấy cái dấu chấm nhỏ xíu đây này. Đây này. Đó, không có vết đấy thôi. Và đây là cạnh phải này. Cạnh phải cũng thế, còn rất là đẹp luôn, không có vết xước nào cả. Đó. Ở chỗ trên góc góc này thì có một vài chấm rất là nhỏ thôi. Đây này. Đấy, có thể các bạn không nhìn ra đâu. Đấy. Còn đây là cạnh trên này. À, cạnh trên này thì cũng thế, còn rất đẹp các nhé. Tuy nhiên thì em phải tháo cái khe sim này ra để cho các biết được là cái khe sim này nó rất là mới các nhé. Khe sim này thì nó không vết xước nào cả. Tuy nhiên thì cái khe sim này nó không phải là khe sim nguyên bản cho cái máy này, vì cái khe sim nguyên bản cho cái máy này nó đã bị xước quá nhiều rồi, cho em thay bằng cái khe sim khác thôi. Thì cái khe sim này nó rất là mới, nhưng mà tuy nhiên thì cái khe sim này nó không phải là khe sim xịn các nhé, nó chỉ là khe sim hàng lởm thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn dùng được, dùng rất ngon. Nó chỉ là mới thôi. Đấy. Ok. Còn đây là cái cạnh trái đây, thì cạnh trái cũng thấy các bác nhá, cạnh trái còn rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn, gần như không có vết xước đâu cả. Đó. Và quan trọng nhất là cái màn hình. Thì cái màn hình này em thấy là cũng còn rất là đẹp luôn. Cũng có một vài cái vết xước răm nhưng mà nó rất là nhẹ thôi. Và nếu như mà em không soi vào cái kính, à không soi vào cái ánh sáng nó mạnh ấy. Mạnh như này thì các bác có khi là các bác về các bác không nhìn ra đâu. Đấy. Thì cái này đây, đây các bác nhìn ra. Đây này. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Đó. Đấy, có một vết rước xí xíu ở chỗ ở số số chỗ phía dưới này thôi. Đấy đấy. À, rất đẹp luôn. Và cái màn hình này nó là màn hình zin các bác nhé, không hề có ép kính hay là, và nó còn rất là đẹp, không hề có ám ố gì đâu. Nói chung là sẽ có vài cái vết xước lông mèo nhỏ, rất là nhỏ đấy các bác nhé. Đấy, là có đấy, chứ không phải là hoàn toàn là không có một vết xước nhỏ nào đâu. Nó có những vết, nó có một vài cái vết lông mèo rất là bé thôi. Đó. Ok, thì các bác yên tâm về ngoại hình thì con này hoàn toàn rất là đẹp luôn, và các bác có thể thấy được cái kính cam ở trong này của nó còn rất là đẹp luôn. Nó như kiểu là còn phấn cam hay cái gì đấy, như của các bác hay nói gì đấy, em cũng không rõ đâu, nhưng mà em thấy còn rất là đẹp và không hề có bụi bẩn gì cả. Rồi, thì về cái chữ
tất cả các chức năng ấy, thì các bác yên tâm nhé, con này hoàn toàn em đã test chức năng hết mọi thứ rồi, là hoàn toàn là bình thường hết, và em sẽ không test lại chức năng nữa vì vì em còn bảo hành mà các bác, cho nên các bác cứ không phải lo về chức năng, thì em tạm thời em không test nữa, tại vì em cũng test rất kỹ rồi và em sẽ show cho các bác hết cái nội thất của nó xem nó như thế nào các bác nhé. Đã quên cho các bác xem cái số email đó. Đây các bác, số email này. Số email là đuôi là 290 457 này, đây nó trùng với cái số email ở trên nắp lưng luôn các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Đấy, con này là nó zin từ 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 trong ra ngoài luôn đấy. Tuy nhiên ấy, thì không phải là như thế là zin nguyên bản đâu, tại vì con này là em đã thay cái thay một số thứ rồi các bác nhé, để em sẽ tháo hoàn ra rồi em sẽ cho các bác xem biết xem là em thay cái gì và tại sao em lại lại làm như vậy. À, thì cũng nói luôn là trong lúc cái tháo con ốc này thì em có nói luôn là cái máy này em đã thay cục pin rồi các bác nhé, thay cục pin mới tinh và thay cả cái cụm chân sạc mới tinh các bác nhé. Tuy nhiên ý, thì cái cụm chân sạc ấy, em còn đổ thêm keo ấy, em đổ thêm keo cho nó chắc chắn hơn rất là nhiều, thì cái này phải bắt buộc phải quay lại cho các bác xem thôi để các bác biết được là em đổ keo như thế nào để cho các bác yên tâm, tại vì bây giờ cũng không mấy ai mà bán V60 mà làm được tỉ mỉ như em đâu, tại vì em cũng không không có nhiều máy các bác, em làm thỉnh thoảng có một vài con thì em có thời gian em làm thôi, chứ còn anh em khác bán thì nhiều khi anh em bận anh em không 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 có thời gian để mà làm đầy đủ các thứ được. À, đây là cái NFC và sạc không dây các bác nhé, thì cái sạc không dây này em cũng test rồi nha các bác nhé, hoàn toàn ok bình thường hết. Đấy. Ok, cái gì cũng phải tháo cái pin này trước các bạn. Đây thì nói luôn các bác biết đây là cái cục pin mới tinh các bác, ở trong máy đang là cục pin mới tinh em mới thay vậy, thì cái cục pin mới tinh ấy, nó sẽ là năm 2021 các bác nhé, đây date này 2021 nhé, còn cái cục cũ ấy, khi mà tay ra rồi cái cục cũ thường thường nó sẽ là 2020 hoặc là 2019 các bác nhé, còn cục mới là 2021 các bác nhé. Đấy, và là zin đét luôn các bác nhé, không phải lo, không phải lo về chất lượng các bác, và em cũng có bán pin lẻ các bác nhé, bác nào cần thì em có pin lẻ cũng zin đét như con này thôi. Đấy, cho các yên tâm, thì cái cục pin này em đã dán chắc rồi cho nên em cũng không tháo ra nữa, thì tại vì khi mà tháo ra nó sẽ bị nhăn nhúm như này này. Đấy, cho em cũng tháo nữa. Thực ra là cái pin cũ của nó vẫn còn ngon đét đấy các bác, cái pin cục pin cũ của nó ấy vẫn còn ngon, nhưng mà tại vì em muốn cho nó chắc ăn đấy thì em thay luôn cục pin mới cho nó chắc ăn. Đây là cái main nhé, thì bảo đảm với các bác là main chưa hề có đụng chạm sửa chữa gì các bác nhé, và còn cái miếng keo tản nhiệt ở đây đấy, và ngay cả cái khung cũng thế, cái còn miếng đồng tản nhiệt nhé, và miếng đồng này thẳng băng không hề có bị luộc hay là bị sàng được cái khác sang đấy, cho các bác yên tâm. Đây em sẽ tháo bằng cái đó, thì đây đây là cái cụm mà loa ngoài đây đó, đẹp rất đẹp, vệ sinh rất là đẹp rồi, thì em tháo luôn cái vân tay này đấy. Thì đây các bác yên tâm này, tại sao em phải tháo hẳn đến đây, tại vì đây các bác nhìn này này, cái cụm cáp sạc zin ấy mà mới tinh ấy, đây em cũng có ở đây, đây cụm cáp sạc zin mới tinh em cũng có bán lẻ cái này các bác nhé, thì cụm cáp sạc mới tinh này thì thường thường ấy là người ta cũng đã có đổ keo rồi các bác nhé, thì là nhà sản xuất ấy, người ta cũng đã có đổ keo như này này các bác này, đây này, đấy, nó hơi hơi khó khó nhìn quá, cái điện này hơi 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 tối, đây này họ cũng đã có đổ keo ở chỗ này này, đấy, nó có một lớp keo màu xanh xanh hơi xanh xanh ở chỗ này nhé, đấy, thì ngoài cái việc mà có lớp keo của nhà sản xuất ở đây rồi thì em có đổ thêm một cái lớp chườm ở bên ngoài nữa, và cái phần dưới này này và cái phần dưới này này thì nhà sản xuất người ta không đổ keo đâu, phần dưới người ta không đổ keo nhé, thì em có đổ keo vòng xung quanh ở đây rồi đấy, thì ngoài cái việc đấy nữa, ngoài việc đổ keo như vậy nữa thì như cái con này này là em có đổ keo thêm nữa là ở ở cái xung quanh cái cụm sạc này này, và nó tiếp xúc với cái khung viền ấy, thì em có đổ đổ keo ở
ở cái vị trí đấy các nhá, này các bạn nhìn này. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái phần kim loại này này và cái khung viền ấy là nó gần như chết với, ăn chết với nhau các ông nhé, ăn chết không có động đậy gì được nữa ấy. Thì như vậy thì khi mà các bác cắm cắm cái cụm sạc vào đây này, đây ví dụ như các bác có cắm cụm sạc vào đây đấy, các bác có lắc lư bên này thì chắc chắn một điều là cái cụm kim loại này này nó sẽ không bị lắc lư các bác nhé, cho các bác yên tâm nhé. Đấy, cho nên là các bạn biết rồi, con V60 thì là cái hiện tượng mà bị lỏng chân sạc rất là nhiều và các bác rất hay bị, cho nên là em cố gắng làm đủ mọi cách làm sao đấy để mà cái tình trạng bị lỗi lỏng chân sạc nó ít xảy ra nhất. Đấy. Tuy nhiên ấy, không phải là vì em đã đổ chắc chắn như thế này rồi mà em có thể dám khẳng định đây là nó không thể bao giờ bị lại nữa đâu. Thì không có, em không không có nói thế, thì em cũng chỉ mong các bác là nếu mà dùng con V60 này thì khi mà các bác cắm sạc thì cũng cắm nhẹ nhàng rồi dùng rút ra để dùng, đa số là các bác vừa dùng vừa sạc thì nó hay bị thôi, còn đương nhiên ấy là làm như này là gần như là hết cách rồi các bạn, không còn cái cách nào để mà nó chắc chắn hơn được nữa đâu. Đấy, vừa thứ nhất là cụm cáp sạc zin là mới tinh rồi, đổ keo trong ngoài đủ kiểu luôn để cho nó chắc chắn nhất có thể, thì cũng mong là nó sẽ không có thể bị lại nữa. Nhưng mà em nghĩ là lâu lắm rồi em không không phải bảo hành một cái điện thoại nào mà liên quan đến con V60 nào mà liên quan đến cái lỗi chân sạc này, tại vì đa số những con mà em làm thì nó đều là chân sạc mới tinh và nếu mà tháo ra được thì em đều là đổ như này hết, cho nên các bác yên tâm nhé. Thì em muốn nói kỹ cái vấn đề này để các bác nếu mà có mua hàng của em ấy thì các bác có thể là yên tâm hơn về cái chất lượng của cái chân sạc. Còn các bác mua hàng ở chỗ nào cũng được, nếu như mà người đấy là thợ ấy thì các bác cũng có thể đề nghị người ta là đổ thêm keo hoặc làm cách nào đấy để cho nó chắc chắn như của em đây thì cũng được. Đấy là tùy, nói chung là tùy các bác. Rồi ok, thì con này thì bảo đảm cho các bác là không hề có một lỗi nhỏ nào ngoài cái việc là nó không có áp suất thôi. Đấy, cho nên là các bác mà mua về con này về dùng thì thứ nhất là ngoại hình đẹp, nội thất là zin đét và mới tinh nữa chứ. Ví dụ như là con pin mới này, chân sạc mới, đấy là hai cái thứ mà các bác rất là quan tâm. Đấy, và main cái thứ thì không có sửa chữa gì cả. Đấy, rồi ok. Bác nào cần thì liên lạc với em ở số góc màn hình này các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.